Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với tựa game là Dragon City. Mình Thanh Ezzy đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ là tiếp tục đi con dết này thôi. Mình đang có 1630 coin để mình sẽ tiếp tục đi con này nha. 240 coin để lấy được một cái hòm vàng này. Trong hòm này sẽ có cái gì đây? Trong hòm này nó sẽ có cục off của con Drake. Chúng ta sẽ lên 240 coin nữa để được một cục off à. Một cái off này thì nó sẽ chứa con Runice. Con này như mình chưa có. Con này còn tận đến 16 bước nó sẽ được đến đích nha. Chúng đang cố gắng tìm ra nó. Con Sin Phoenix các kiểu 260 này. Mở ra nào, chúng ta sẽ có con gì trong này đây? Con Gorus. Con Gorus mình đã có rồi nên mình cũng không quan tâm lắm. Và mình sẽ đi lấy thêm cái điểm coi đã. Và công ty rất là vui là mình đã xem quảng cáo và mình lấy được hai con mới anh em ạ. Hai con này là hai con rồng VIP. Không thể nào mà like được giống, cũng không thể nào mua bằng game được mà phải mua bằng tiền. Nhưng mà nó cho mình free, có nghĩa là mình xem quảng cáo và được. Mình đã khá là chăm chỉ xem đấy. Mình chỉ mình hiện tại mình đang được một con online rồi, mình đang up rồi. Con này đẹp vãi cả trưởng luôn. Anh em có nhìn thấy không? Đây là Online Dragons và một con Rocket này. Rocket đấy, Rocket Dragon là 105 mảnh rồi. Chiều nay mình sẽ up luôn. Online này, Rocket này, mình có thêm một con nữa 80 mảnh cũng gần đủ luôn rồi. Con nào ta? Cũng là một con Legend nữa anh em ạ, ở phía dưới này, chắc ở phía dưới này. Nó cùng với Online này. Con Rocket đâu ta? Để mình xem Rocket ở chỗ nào để mình sẽ tìm được nó luôn. Con kia cũng 80 mảnh rồi. Double Electric ở đâu nhỉ? Supernatural Kitsune. Kitsune sắp được thêm lên một sao nữa. Evanescer Skeleton. Con kia là con gì ta? Không nhớ tên lắm. Tất cả là cho mình 3 con VIP cơ. Được rồi. Và mình đã được 2 con rồi anh em. Rất là vui luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái sự kiện đúng không? VIP Breeding đúng không? Legend này. Legend of the Earth này. VIP Breeding này. Đây cái sự kiện này cũng khá là hay đây anh em. Đây chiếc con này này. Con này thì sẽ like giống với cái con Epic sẽ ra được con Legend xịn hơn. Đây mình có Rocket rồi. Rocket like với cái con Sandstorm sẽ ra được một con Rocket xịn hơn nữa. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ like con một trong hai con này với nhau với con online thì sẽ được ra một con online xịn hơn. Nhưng vấn đề là con này thì khá là khó lấy. Nó là Legend mà. Khó phết. Chúng ta chỉ cố gắng lấy hai con này là rất là tốt rồi. Hai con Legend xịn này. Tự nhiên nó cho mình chứ, sướng vãi. Và mình sẽ có thể xem thêm quảng cáo một lần nữa để cố gắng lấy thêm 20 mảnh của con kia nữa là xong. Đây, mình sẽ còn thêm một lần xem quảng cáo nữa vào tầm chiều nay, tầm 7 tiếng nữa. 7 tiếng nữa tầm khoảng là 7 giờ 24 phút à. Hiện tại bây giờ đang là bao nhiêu giờ nhỉ? Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ 14 phút rồi. Thì hoàn toàn đã lấy được thôi. Nhanh thôi. 7 giờ mà 9 giờ thì nó sẽ tầm khoảng hơn 4 giờ. Hơn 4 giờ gì đó. Đó. Mưa đúng rồi, hơn 4 giờ. 4 rưỡi, tầm khoảng 4 rưỡi ta sẽ có thể xem thêm quảng cáo nhá. Và quáng lấy nốt 20 mảnh của con rồng như kiểu rồng crystal gì đó vậy. Hay quá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi là trong cái team breeding chest level 5 đây. Wow, anh em đánh làm việc chăm chỉ phết nhờ. Và chúng ta có Vulcan, có Solar, có Filming, có Destiny, có Mamatus, có Big Fin, có tất cả luôn đấy. Wow, anh em làm việc chăm chỉ vãi cái trưởng luôn đấy. Chuẩn luôn rồi. Chúng ta sẽ thêm những cái off vào để có thể grab, có thể là để nâng sao. Ví dụ như Mamatus chẳng hạn. Ví dụ như Vulcan, mình đã nâng lên được cho nó một sao đấy. Chúng ta sẽ lấy cái này và tiếp mình sẽ đi nâng sao tiếp. Có rất là nhiều con để cần nâng sao ngay bây giờ. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ lấy vàng trước này. Ngoài con pua ra, chúng ta vẫn còn rất là nhiều con. Để tiếp cho anh em xem luôn. Mình sẽ nâng con gì bây giờ nhỉ? Kitsune à? Để xem nào. Ok, chúng ta sẽ lấy toàn bộ coin đây đã xong tính sau. Hôm nay thì mình sẽ chơi con gì đây? Hôm nay sẽ test con gì đây anh em? Hôm nay chúng ta sẽ có hai con mới ở trong này. Một con là Blue Fire Dragons. Con này khá đẹp. Và một con đó chính là Deus Pest, con thú nuôi của Deus. Chúng ta sẽ cho con này vào trong cái môi trường hệ lửa ở đây. Và đây nó sẽ là một con mới của chúng ta, Blue Fire, một cái ngọn lửa xanh.
nó chỉ cấp độ hiếm VR thôi, nhưng mà nó khá đẹp và mình sẽ cho nó ăn để nó tiến hóa lên cái dạng cuối cùng luôn nha. Đấy, Blue Fire này hiện tại đang cấp 1, con này con mới của mình luôn, và mình được thêm 140 điểm coin nữa này. Mình sẽ cho anh em xem luôn, không phải con này, con kia cơ, con này con Sunlight đúng không? Đúng rồi, đây là Blue Fire, ngọn lửa xanh em ạ, thiêu cháy luôn. Đôi cánh của nó cũng là ngọn lửa kìa, không phải là lông nữa mà là ngọn lửa xanh. Chắc ngọn lửa này ngọn lửa chi bệnh đi mà. Đây là dạng thứ hai. Ồ, cháy anh than luôn à? Đùa, còn hai con mắt. Khá tởm ta. Cái dạng hai đẹp phết nhờ. Đây là dạng ba của nó này. Wow, nó vỗ cánh anh em có thể thấy không? Chất lư luôn. Bay đâu ấy? Thì anh em muốn đặt tên là gì có thể là comment ngay xuống phía dưới nhé. Mình sẽ đọc các cái comment và có thể là test và đặt tên cho anh em những con này. Hôm qua thì mình ta test con gì ta? Mình không nhớ mình test con gì. Hôm qua chúng ta chiều qua mình không nhớ test con gì cả. Để mình đặt tên lại cho nó cái Mama Tớp đặt tên rồi, Lôi Điện Long rồi anh em. Con này đã đặt tên rồi nha. Đó, Lôi Điện Long, viết nhầm rồi. Lôi Điện Long. Con này là lấy từ cảm hứng của Spinosaurus ra. Hay con này ta, đúng là con này mà. Con Gara. Hôm qua một số bạn bảo đặt tên là gì vậy ta? Tí mình sẽ xem lại. Chúng ta sẽ, hôm qua mình like được một con Legacy. Thích được một con Legacy nữa này. Ở đây sẽ là thêm con gì đấy. Mình like cái quái đấy. Mình là hai con bị pua với nhau cơ mà. À đây đây, Gara và chúa tể Magma like với nhau để cố gắng ra được 16 giờ à. Wow, 16 giờ hình như là chúng ta ra được cái con cần tìm rồi. Đây này. Ồ, nó là 17 giờ cơ. Đậu xanh. Đúng rồi, đây là 17 giờ. Wow, mình sẽ ra được con rồng mới anh em. Con epic rồi. Tốt. Quá tuyệt vời luôn. Quá hay. Đấy, bây giờ mình đã hoàn thành được xong một cái nhiệm vụ breeding ở trong này. Cái nhiệm vụ này thì khó quá. Lấy được cái con legend này thì đúng là cả một cái gì đó nó quá khó khăn đấy. Không biết có đủ kịp không. Để tiếp mình sẽ xem. Mình full coin nha. Mình hết sạch coin rồi. Chúng ta sẽ vào trong này và xem được tất tổng cộng là bao nhiêu coin. Và đi nốt cái con epic. Con epic cũng rất là quan trọng. 280 đồng này. Lấy epic càng sớm càng tốt. Và còn 6 ngày nữa không biết có kịp lấy legend không. Còn Leaf Dragon phía trên này. Hết coin rồi anh em ạ. Bây giờ muốn mua coin thì phải nạp tiền. Đang giảm giá 2%. Hôm nọ giảm giá đến 50% à? Hay bao nhiêu ấy? 1.2 triệu thì được 50.000 coin. Tha hồ mà đi được con legend nha. 1.2 triệu. Bỏ 1.2 triệu mà đổi lại là 50.000 coin. Quá ngon. Nó sẽ quá ngon. Xem có pack gì mới không? Để mình sẽ mở ra cho anh em xem luôn. Cũng không có pack gì mới cả. Vẫn có pack cũ thôi. Mystery. Đợi khi nào có pack mới thì mình sẽ mở nha. Có mỗi cái nhiệm vụ của Dios là mình chưa làm nổi thôi. Còn mấy nhiệm vụ này thì cũng bình thường. Đây này, VIP Dragon này. Chính là con này này. Enigmatico này. Giá là 496. Chính là cái con mình đang cần tìm đây anh em. Mình còn thiếu 20 mảnh của con Enigmatico nữa. Tự nhiên dạo này Social Point nó ấy thế nhỉ. Nhà dễ dàng thế. Chúng ta có thể được những con VIP mà có mơ không được. Giá 500.000 một con đấy. Không hề đùa một chút nào đâu. Tôi không tin là sự thật cơ. Nó cho mình con VIP. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là Enter cho rồng vào và bắt đầu đi tìm kiếm tiếp theo. Ở đây có 4 cái nữa, một cái điểm nữa. Những con nào không cần đánh nhau trong chiến trường ấy thì cho đi hết. Đấy. Nhưng mà con hệ trong chiến trường thì cần phải để lại, không cho đi đâu cả, để mình còn có thể đổi được với nhau. Quỷ vương Faker. Chỗ nào đây? Bỏ nào đây? Đây đây, mình hãy như này đi đi. Không cần dùng đến nữa. Được rồi, mình sẽ vào trong cái phần này để tăng công lên này, búp công lên này, búp combat lên này. Sau đó là trồng thêm thức ăn 2.1m này, búp gold lên này, chuẩn chưa? Và chúng ta sẽ vào trong cái này để đánh cái phần arena nha. Thì quét còn 3 ngày nữa mà mình không đủ mảnh để đánh, bực mình thế nhờ. Đấy, mình cần phải xem quảng cáo nhiều hơn thì mới có thể là skip. Toàn quái vật này. 35, 35 và 35. Quái vật thật sự rồi. 30 này. Mình có thể ăn được.
lá sẽ có lửa ăn khắc chế được này. Bóng tối thì nó có ánh sáng, khá là khó chịu. Được, không sao, chúng ta đánh nhau luôn. Enio 30, level 30 luôn kìa. Con này khỏe không? Mà sao cho vào đây làm gì ta? Nó chỉ là legend thôi mà. Asia thanh niên này thì là hack thì phải. Có cái tên kiểu này này. Nếu mà là tên kiểu này thì quá dị. Rồi, chúng ta sẽ giết con này trước. Hai con kia. Còn hai con hai Pharaoh nữa cơ mà. Cắn đi nào, xem ai chết trước đây. Chắc chắn là mình sẽ chết trước rồi. Mình sẽ đổi sang con X-Drake để tấn công con kia luôn. Chúng ta sẽ có 1.400 cái chiêu chiến binh. 1.400 đao cơ bản đấy. Gần chết. Igarashi không biết là giết được mình phát luôn không nhỉ? Hy vọng là không. 31.000. Gần ngắc ngoài. Đốt lửa lên nào. Amuka Dragon 37.000. Mày chết đi. Flamethrower. Tốt, chúng ta hạ được cái team này. Cấp độ bằng nhau, nó hơn mình một chút. Chúng ta thêm 3 đồng tiền nữa và lên thành cái hòm rồi. Trong ngoài sẽ có hòm có cái gì đây? Chúng ta sẽ có, đó chính là những cái mảnh này, Tiamat này, Permafrost này. Chỉ đúng hai cái món quà thôi. Chẳng có gì giá trị cả. Claim, claim. Nhận thưởng đã. Hai Superman C. Chiến binh. Chiến binh thì cần phải thay đổi rồi. Optimus sẽ phải thay đổi ra ngoài. Chúng ta sẽ đổi sang con chiến binh cần nước, thần của sự sống này. Hơi hơi yếu một chút nhưng không sao. Nó còn một con level 7 cơ mà. Đánh luôn. Tội gì. Tấn công luôn con khủng long con. Đây rồi. Gặp đối thủ rồi. 30% đam này lên. Cái này nhưng cũng hack chứ sao ạ. Yeah. Dễ lắm. Con khủng long bạo chúa kia nữa là mình sẽ đổi sang X-Drake đánh cũng được. Không cần quá quan trọng đâu. Nó có con này nó có cái gì? Không có gì cả. Primer hệ đất, hệ chiến binh và hệ kim loại, hình như hệ đất sẽ khác hệ bóng tối thì phải. Đúng nhỉ? Nhưng không vấn đề gì, mình đã giết được con này luôn rồi. Hai Pharaoh Dragons 20.000 máu. Chúng ta sẽ còn tất cả là 4 trận nè. 4 trận nữa. Thầu đánh nha. 36, 38 và 29. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang team khác đi. Khó thế nhỉ. 30, 29 và 30 này. Cái này có sấm sét này. Cái này có lửa này. Igarashi hơi yếu nhỉ. Chỉ có cánh mỗi cấp cao thôi. Cái kim loại phải có cái lửa thì mới ăn được. Cho ra con này đi. Chiến đấu nào. Cho chiến đấu với một con hai Pharaoh sử dụng cái chiêu cào cấu cắn xé 30% đam này. 20.000 máu. 22.000 máu, còn phát thôi là chết. Rồi sẽ cho này ra đánh luôn. Ok. Chúng ta sẽ dùng cái chiêu gì đây? Chiêu nhất mình vẫn là chiêu Astro Hit, đấm phá các kiểu. Đấy đi, thích thì chơi thôi. Con này khá là khỏe nhờ. Rồi mình có chiêu Black Hole này, khắc chế được này. Có chiêu Disrupt Race là chiêu sấm sét. Đấy chà chà, đánh đi. Xem cân ai thua trước. 23.000, không thấm ở đâu cả. Chúng ta đã chiến thắng rồi và mình sẽ tiếp tục đánh nốt 3 trận còn lại. Ở đây thì sẽ có 6/20. Ồ, một team rất là yếu luôn. Quá ngon để luyện cho Eager Brazil rồi. Lúc này không luyện lúc nào nữa. Eager Brazil sắp lên được cái cấp độ A cộng rồi anh em. Cố lên nào. Chúng ta sẽ dùng cái chiêu đầu tiên đi. Một hit chết luôn. Ôi trời ơi, tôi quên mất là mình phải cho con kia luyện chứ nhờ, quên rồi. 30% đam à? Ninja Star được 1.007 không? Tốt, còn 8.000 thì mình sẽ đổi sang con Eager Brazil của chúng ta. Hình như nó cũng có khẽ khác thì phải. Đúng rồi, như vậy. Chúng ta có Flooding.
đánh luôn bằng nước, nhấn chìm trong cái biển nước luôn này. 29.000 máu. Sấm sét à? Sấm sét thì ánh sáng thôi. Xong luôn, và ra chiến thắng rồi. Thần của sự sống các kiểu. Claim này 14 9 20, 40 40, thì next luôn. Ồ, skip, vẫn phải như thế à? Chúng ta sẽ dùng một cái team biệt đội cảm tử nào để có thể là hai cuộc bọn này. Hải Long Vương biệt đội cảm tử của bên DC Comics đấy, có gì Hela Queen à, có Deathstroke các kiểu. Mình có xem qua nhưng nó không được hay cho lắm, không hay bằng Avenger, hay mình quen Avenger rồi. Ok, biệt đội cảm tử sẽ thoát ra luôn, chịu thua luôn, khỏi đánh. Ở đây ta sẽ đối đầu với 30 38, à Heroic 38 thì đúng cả vấn đề đấy. 40 đây rồi, nó lại gặp lại cái team lúc nãy rồi anh em. Vẫn là những con để luyện tập, một con ở con này đi, chúng ta chọn con này trước. Không được, Eager ra siêu đấy. Và thật ra thì mình sẽ chọn trên này thì hay hơn này. Không được, mình sẽ chọn là hai Ferrer để phải đỡ đòn được trước đã đấy. Và Eager ra siêu mặc nhiên sẽ có một suất trong này, nên đổi con này đi, nên đổi con này lấy con khủng long nước X-Ray ấy. Được, con này có chiêu nước khá hay, chiêu chiến binh hay chiêu Terra, khác chiêu cả chiêu chiến binh luôn. Chúng ta sẽ đổi sang con này đi, chúng ta dùng cái 3% đam tấn công chết rồi đi này. Rồi thì chúng ta sẽ swap dragon thôi. Ở đây thì mình sẽ dùng con skeleton king của chúng ta để chiến đấu với hai Amukha dragon. Rồi cuối cùng là sẽ là con khủng long máy, con khủng long máy khè ra nước. Hình như là chúng ta sẽ có chiêu gì đó, và chúng ta sẽ có thể là đánh bại nó luôn này. 30% đam. Rồi tiếp theo mình sẽ test thử cái con của chúng ta, đó chính là con nào nhỉ, thần sự sống. Mình muốn test thử cái con level mấy ấy. Chúng ta sẽ sử dụng thần của sự sống đi, vì nó khắc hệ được con này. Xong nhá, mình đã đánh xong được mấy trận ở trong cái phần arena này rồi. Vẫn đánh được tiếp à? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào trong cái primer thì hết trận rồi đấy, không còn trận nào nữa. Và mình sẽ vào trong cái phần Lewis. Cái Lewis cái này để có thể là kiếm thêm điểm này, kiếm thêm game này. Đấy, chúng ta sẽ có tất cả là còn 3 trận nữa cơ. Ở đây thì thần của sự sống sẽ vẫn được sử dụng thôi, cho nó mạnh mẽ. Thế nào, mình sẽ cố gắng luyện max sao A cộng cho con kia, thần của sự sống Eager Rasil. Mình sẽ đập nó một phát này. Liệu chết được không nhỉ? Chết luôn thật. Chúng ta sẽ dùng chiêu đá đi. Ít ra nó còn khoảng 1.200 nhá. Chưa kêu 30% đam thì đúng là chịu rồi. Eager Rasil cũng có chi khắc hệ ở đây. Chết bài này này. Burn out. Có gì nữa? Con này lâu lắm mình thấy này. Chúng ta cho nước luôn. Thần đèn à? Dạ, cái thần đèn thì linh hồn đấy. Rồi, chúng ta sẽ sang với cái trận thứ hai nào anh em. Trận thứ hai thì sẽ đầu với ai đây? Cũng là một hai Ferrer luôn. Chúng ta sẽ cắn nó luôn này. Sao hai Ferrer được đánh nhau thôi nhở? Nó không được đánh à? À đây có thể đổi mà. Mình nhầm sang Master Legend. 12.000 máu à? Đổi sang Eager Rasil nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có chiêu mạnh nhất là 1.950, chiêu Beehive cộng. Chết đi. 18.000 máu. Chúng ta sẽ dùng chiêu ánh sáng rời mắt. Một chiêu nữa của Eager Rasil là giết con này luôn. Ánh sáng này, ngôi sao ánh sáng. Phù thủy Merlin. Có lửa, lửa không ăn thua. Không có hệ được con này. Đổi rồng thôi, chúng ta đổi sang con này thôi. Tấn công, 20 mấy nghìn máu đây, còn 12.000 máu nữa kìa.
đổi sang con chính của chúng ta là con này. Swap đổi rồng. Đấy. Ờ không, Eagle đã siêu chứ, không phải con này đâu. Eagle đã siêu cần năng lượng skill mà. Chiều đầu tiên luôn. Cộng 3% đam không nhỉ? Có. Chúng ta thêm 3 cà chua này và sắp tiến tới được cái 4 sao tiếp theo rồi. Bitch. 37.000 máu. Chết luôn đi. 40.000. Tiamat 33.371. Chúng ta sẽ dùng chiêu gì đây? Mình đang muốn luyện cho con kia đúng không? Nước thì có sấm sét rồi, chắc chắn như vậy. Đấy, 1.950 đam này. Cũng chẳng hề yếu đâu. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng chiêu gì đây? Igorasi còn 14.000 máu nữa. Và có thể hạ được bằng chiêu B2 vừa cộng. B2. Tiếp tục là một con... con này đẹp thế nhỉ, con ngựa một sừng trong truyền thuyết đây. Mình sẽ đổi sang con này có hệ vô cực và sẽ đánh bại nó luôn. Pulai cộng này, 44.000 máu. Wow, nó là châu bò vãi cái trưởng luôn. Được, và mình sẽ còn một trận, hết trận rồi đấy, không còn bất kỳ một trận nào nữa. Cái này thông báo là sao ta, đã xong được quả nào chưa? Quả này còn tầm khoảng 1 giờ 14 phút nhá. Ok thì chúng ta sẽ kêu tạm biệt nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.